Hái chay đi. Đó cô chú ơi, sáng hôm nay là chay dậy sớm, sẽ chay dậy lúc 9 giờ chay ăn uống, sáng giờ ăn quá trời món luôn. Bây giờ là chay ngồi chơi đây. Bây giờ chay sắp cho cô chú coi nha. Sắp làm sao, sắp sao cho cô chú coi đi. Đó, dữ chưa? Chay, chay chào cô chú đi. Chay chào cô chú chưa? Trời ơi, cho mẹ quay con mà con quay qua chỗ khác vậy? Hả? Sắp lên đây con đây nè, dựng lên đây nè, dựng lên đây nè, đó dựng lên, sắp lên, sắp lên nè con. Giờ bữa hôm nay là trời lạnh hơn hôm qua rồi cô chú ơi, nên là bữa nay là chay không có đi ra ngoài chơi được. Nay trời không có nắng. Trời không có một chút xíu nắng nữa. Chui đất ơi, giỏi dữ cha. Trời ơi, vỗ tay nữa, tự làm được tự vỗ tay nữa. Đó, cái đó là cái đó cao đó. Rồi bỏ lên luôn. Bỏ lên luôn làm sao? Wow. Giỏi quá. Giỏi quá. Con uống vô miếng sữa không? Ôi, ôi, chết cha. Uống vô miếng sữa không? Uống à. Trời trời trời. Trời ơi. Ý là dùng sức, ý là dùng sức để ý là dùng sức để mở ra là mạnh quá. Trời ơi dữ không? Trời ơi. Đè xuống, đè xuống. Đè xuống. Good job, JD. Nhưng có vậy thôi hả? Có ba cái cứ sắp miết rồi đó. Trời ơi, bây giờ thẳng đường rồi nè. Wow. Good job, JD. Coi lấy gì, giờ coi lấy gì. Trời ơi. Giờ làm gì? Giờ làm gì? Oops. Đúng rồi. Con bỏ xuống mới cầm lên được chứ, đúng rồi. Đó. Trời ơi, bây giờ đừng nói nó sắp vô hàng thẳng nha, bốn miếng nó sắp vô bốn cái nha. Trời đất ơi. À, nó sắp chồng lên. À. Quá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi. Hay quá đi bồ ơi. Đúng rồi. Trời ơi, xây cao dữ rồi ta, ai con chơi chơi xây nhà cho ai cao dữ rồi ta. Kiến trúc sư này dữ quá đi. Coi nè, có cái mặt của kiến trúc sư nè, đó, con kiến trúc sư rồi, kiến trúc sư dần chứng chưa phải nhón lên rồi. Có cái mặt rồi. Trời, dữ quá ta ơi. Wow. Trời ơi, nhà kiến trúc sư này đẹp quá luôn. Có cái này là cái bóng nè, cái bóng quá vững vàng luôn nè. Trời đất ơi, giờ sao nữa kiến trúc sư? Trời đừng nói kiến trúc sư lên nữa vậy kiến trúc sư. Trời đất ơi kiến trời ơi rồi. Ồ, đổ rồi. Đổ rồi kiến trúc sư ơi. Rồi giờ kiến trúc sư chui xuống cái ghế rồi đó cô chú. Rồi, ôi, tự nhiên giờ đem mấy cục đó bỏ lên ghế đang chi vậy trời. Hả? Trời có kiến trúc sư đứng kìa. Kiến trúc sư đang lựa những cục chăm chỉ, lựa những cục gạch tốt nhất cho việc xây nhà. Đó, giờ tự nhiên nó bỏ lên đó. Coi chịu đời nổi không?
Làm gì làm kiến trúc sư làm gì vậy? Trời ơi, mẹ quay đúng cái khúc kiến trúc sư bệnh mẹ luôn. Thì sao con? Wow. Trời 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 trời. Chơi kiểu kỳ vậy. Con đứng lên vậy con té rồi sao con? Rồi tóc con mọc ra nè cô chú, ha, cô chú thấy tóc con mọc ra quá trời không? Đó cô chú ơi, bây giờ chơi chơi được đi chơi nè cô chú. Ngoài trời thì cũng không có ấm gì mấy, nhưng mà mặc cái đồ dài vô, ấy da, thì mình đi được chơi ha. Đi. Đó bây giờ đó nó đi nó đi ra lại nhìn qua bên nhà của bà đi lo rệt. À, thấy chưa? Qua kiếm ba đó. Đó, rồi đó, vô kiếm nè. Đâu có người ta đâu, để đồ ăn lên ra đâu kiếm. Hôm qua nó đi qua nhà người ta, cái nhà người ta đang để dĩa trái cây đang chạy qua lụm cái trái dâu của người ta cô chú. Đó, đâu có bà đi đâu rồi, có nhà không? Con kêu bà coi. Con kêu bà thử coi bà có nhà không? Kêu bà ơi. Ô, bà có nhà kìa. Ồ, bà đang làm tóc kìa chay. Wow. Yeah. Trời ơi đưa tay vô bảo mỏng kìa. Té 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 coi chừng cẩn thận cẩn thận. Đi lại đây đi lại. Come on. Oh. Wow. Hello. Ah. Ah, say hi. Wow. Chay, đó bà đi đâu là sẽ nhà kìa. Yeah, Dolores is home, Jay đi. Hey. Can you come over and give her a hug, please? See me? Yeah. Give her a hug. Give her a hug, Jay đi. Yeah, it's a little bit chilly out. Đi vô chơi bài đi con. Come over. Come over, give Dolores a high five. Come give me hug. You wanna go home now? Oh, she just don't know. Michigan, can you pet step your hand? Can you clap your hands? If you really happy, then you clap your hand. Clap your hand. Roll them up, take them in the ball. Yeah. Oh, you're so pretty. Yeah. See? Yeah. Ngoài nhà ta phá đó. She's precious. Thank you. She is beautiful. Bà khen chay đẹp gái quá đi thôi á. Trời, có đứng tướng kìa. Đứng tướng kìa. Can you see in there? See? Oh, people used to give me stuff all the time. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Are you going, JD? Coming up here? All right. Nice. Yeah. Now see? See? Somebody hitting the ball, huh? Yeah. Oh, wait a minute. I'll get you down. Oh, she wanna read. You wanna read, JD? Don't get caught in there. Yeah, don't get stuck in there, JD. Oops.
Okay, we'll take one out. Just one, just one. Okay. Oh, oops. 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 Are you okay? Are you okay, sweetheart? Oh. You okay? See, you can't stick your head in there. Okay, don't stick your head in there. Don't stick your head in there. It's real sharp. Lấy ra đi, con thấy lấy ra thôi con đừng có chui vô đó một chút. See a book? Here. Here's a book. Wanna look at a book? Yeah. Oh, there's a mama. Mama. It's reading. Yeah. Yeah, put it here. Thank you. I'll put it in here. Okay. Good job. Thank you. Này, đi ra ngoài chơi không? Đi không? Đi không? Hai ra chơi. Earrings on and everything. See television? Không, con muốn đi ra ngoài chơi không hay ở đây? Hả? Thôi nè, đừng phá cổng nha. Cái đó là cái fireplace đó. Tự nhiên gỡ cái đồ của người ta đang chi vậy? Rảnh quá. Quá rảnh luôn đó. Did you turn it on, JD? Yeah, it's okay. It's okay. Yeah. I didn't want her to know that what she did, or she, you know. Yeah, want to look here? Okay. Want to look at a book? Let's see a book. Yeah, let's read. Read. Oh, look at there's Mama. See? Rồi, chay bye bye bà Dolores, cô chú ơi, trời ơi, cô đi. Chay ra ngoài chay chơi. Lại hửi hoa coi thơm không kìa, lại hửi hoa coi. Chó. Đó, chó sủa kìa chay. Bệnh miệng kìa, bà bệnh miệng kìa, trời ơi, bà bị gió con chó đó. Chay chạy lại quay không kịp, quay khúc này luôn quá trời. Thì từ từ nha, từ từ thôi, không có chạy. Chó đâu? Chó này vô duyên quá, tự nhiên người ta nó thấy mình cái nó sủa chay hả? Chó này vô duyên dễ sợ luôn mày. Sao? Gì vậy? Chuyện gì vậy? Dạo nữa có cái chiêu ôm đầu quá vậy ta? Hả? Cái gì con muốn mẹ bồng hả? Mẹ bồng con nha. Ok, mẹ bồng con nha. Về về nha. Về về nha. Mày về có ba gì chưa? Chim kìa, chim kìa. Wow. Con nó đi con chim. Sao nữa? Hôn mẹ miếng ơi. Hôn mẹ miếng ơi. Ồ quên nữa cô chú ơi, ngày mai mẹ đi làm rồi. Ngày mai mẹ đi làm rồi là chắc chắc sẽ không có clip của chay đâu cô chú ơi. Làm gì vậy? Uống gì vậy? Uống rượu hả? Nhớ sắp mãi những chén chua cay. Nè nè nè.
There was a farmer has a dog and Bingo was his name. O B I N G O B I N G O. Không hát đi, hát cho cô chú nghe, nó biết hát là cô chú mà nó xạo đó. Trời ơi, bây giờ nó mấy bài gì nó cũng biết hát hết á. Hát là nó hát theo mà nó xạo. Ê, để mày lấy cái cây mày đi, đi lấy cái cây kia qua trả cho chị kia kìa. Con đem cái đó đem qua trả đi con. Đem cái đó đi qua trả chị đi con. Mình mượn xong rồi mình trả chứ, mình chơi xong mình trả. Đi đây đây đi đây nè. Nè cô chú coi nó nè. Chỗ bình thường không vẽ tự nhiên đi chui vô đây đứng ngồi vẽ coi được đời không? Đó, thấy chưa? À, mày chỉ em vẽ vẽ hoa đó cô chú. Bình thường không vẽ tự nhiên cái chui vô trong cái góc ra. Cái bàn đây nè, có cái bàn đây nè. Hả con? Ôi ôi, vẽ đẹp quá. Cô chú có muốn ai mua ai? Coi cô chú có ai mua tranh không? Tôi bán tranh cho. Ai mua tranh? Chị bán tranh cho. Trời cái gì vậy? À cái chân dính gì đó, chân dính gì gỡ ra, gỡ ra. Tranh nằm im trên bàn đợi cô chú nè. Ai mua tranh chạy bán tranh cho. Trời ơi con ơi, để cái bàn ngồi vẽ đi. Bây giờ nó vẽ ngồi dính mặt vậy chưa? Dính mặt nè, như vậy nè. Rồi nó lại đó, nó vẽ cái tủ đó luôn chứ không gì hết. Một trận dính cái mặt rồi kìa. Một công hai ba chuyện. Gỡ ra làm chi, ngồi vẽ đi, bình thường bình yên đi, bình yên vẽ đi chứ đừng. Đó, đó con chay có một đùi mới cô chú ơi. Chay chay có một đùi mới. Dữ không? Ai ai đó, bậy đó, cái đó là bậy đó. Vẽ hư cái quần rồi. Vẽ hư cái quần rồi. Dây bây giờ phải cho nó mặc đồ cũ không thôi. Vô mặc đồ mới thì vẽ hết vừa hết cái đồ mới luôn. Hồi nãy giờ nó nói vậy, tính mẹ tính thay đồ. Cái bây giờ nó nói đồ vẽ. Ồ ờ. Giờ nó đồ vẽ nên phải cho mặc cái áo đó, tại vì cái áo đó nếu mà lỡ có dính gì lên cũng không thấy. Vậy mà đi vẽ xuống cái quần nó coi được rồi nó. Làm sao? Làm sao? Đây nè cô chú ơi, bây giờ em chay chay ăn cơm nha cô chú. Đây nè, mấy chó ăn nè. Làm sao? Đó, giờ nó đòi tự múc nè cô chú. À, giỏi quá. Giỏi quá trời giỏi luôn. À, cô chú biết em chay chay đang cơm gì không? Đây. Em chay chay đang cơm với cái này nè cô chú. Cái này là mẹ mới vừa phát. Ôi da, mẹ vừa phát hiện ra được ở chợ. Cái này trong như trong đây giống như có mè, rồi có rong biển, rồi có cá mà cá khô người ta sấy. Cái này là của Nhật á cô chú. Nên là mẹ mua thử cho em ăn sao trộn vô với cơm ăn vậy nè. Đó, cái này cũng giống như trà bông của mình vậy đó, nhưng mà có mè nè nha. Có cá hơi mặn mặn, không mặn nữa, mặn mặn ngọt ngọt vậy đó. Rồi cái có rong biển. Ăn đàng hoàng đi đừng có xạo quá. Bỏ cái máy quay lên là thấy xạo liền ngay lập tức à. Coi nó kìa. Cô chú nào đó, trút vô đó. Đâu có trút vô được con, ăn vậy đủ rồi. Đó, ồn quá. Nè, há miệng cho mẹ đây nè, há miệng cho mẹ đây nè. Đó, đó, no. Rồi đây. Chơi kiểu kỳ vậy. Rồi con múc ăn cho cô chú coi đi, con tự múc ăn cho cô chú coi đi con. Rồi con nó nhảy nè, cô chú con nó nhảy nè. Trời ơi, coi kìa. Dữ tận không, coi dữ tận không. Không ăn là mẹ không có cho con iPad. Hả ra. Đào xạo.